Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Xin kính chào quý vị mến yêu đã quay trở lại với Thời sự Nhanh. Trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngày 23 tháng 6, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhắc đến việc kỷ luật Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Cả hai ông đều từng là ủy viên Trung ương trước khi bị khai trừ khỏi Đảng đầu tháng 6 vì liên quan đến đại án Việt Á. Hai đồng chí này đều là ủy viên Trung ương Đảng, vừa qua đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức một số quan chức khác sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng làm trước kỷ luật hành chính tiếp theo rồi mới đến kỷ luật hình sự. Theo người đứng đầu Đảng Cộng sản, quy trình kỷ luật này đã gần như thành lý luận về phòng chống tham nhũng, thành bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt ngoại giao với công cuộc đốt lò tiếp tục lan rộng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, cho đến nay mới chỉ có Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Ông Trọng nói đau xót nhưng vẫn phải cắt cảnh sơ một. Ông Trọng nói về kỷ luật nhằm mục đích khiến các đương sự nhận ra sai sót, khuyết điểm, đồng thời làm bài học răn đe cảnh tỉnh người khác. Đừng đi vào vết xe đổ, không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ đã nói, phải cắt một cành cây sâu mọt để cứu cả cây, ông Trọng nói cho cử tri. Tuy nhiên, một số người chỉ trích tự hỏi có bao nhiêu cành cây sâu. Một khi chỉ riêng vụ Việt Á đã liên quan tới hàng chục quan chức ngành y tế từ trung ương đến địa phương, trải dài từ Bắc vào Nam. Bê bối Việt Á xảy ra trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2021, tức là trong thời gian chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra rầm rộ. Đây không phải lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam dùng hai từ đau xót để nói về việc kỷ luật đồng chí của mình tại hội nghị của chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2020. Ông Nguyễn Phú Trọng lúc ấy vừa là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, vừa là Chủ tịch nước nói không thích thú gì khi việc kỷ luật những người của mình rất khổ tâm, đau xót, nhưng vì sự tiến bộ chung, vì mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật vài người để cứu một người trước đó. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, khi nói về việc thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu thật đau xót nhưng không thể làm, không có cách nào khác, tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu xa, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Hay như việc tiến hành xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng hồi năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó nói tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 23 tháng 6 rằng tôi nói nhiều lần là chẳng thích thú gì, kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí là day dứt, đau xót, nhưng với kỷ luật thôi và vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Tuy nhiên, nhiều người từ lâu cho rằng việc cắt vài một cành cây sâu mọt, một không cứu được cả cây vì tham nhũng có thể đã ấn sâu vào hệ thống chính quyền. Trả lời BCC từ năm 2019, ông Nguyễn Quang A, sống ở Hà Nội đã nói bản thân bộ máy này đề ra tham nhũng hay nói là cái lò này là cái lò đẻ ra tham nhũng thì phải vứt cái lò đẻ ra tham nhũng này đi chứ, không phải là đốt những kẻ tham nhũng. Bởi vì không bao giờ đốt hết, được cả hết tên này thì sẽ có được tên khác. Đề án Việt Á diễn ra từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022 cho thấy những cảnh báo từ chiến dịch đốt lò của ông Trọng không thể ngăn một số quan chức Việt Nam nhúng chàm. Hôm ngày 21 tháng 6, trong một buổi gặp cử tri ở thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, cử tri Lê Đắc Bình đã nói lò thì rất nóng rồi nhưng không đốt được hết, các vụ việc vẫn cứ phát sinh. Nhận xét cuối năm, đồng chí nào cũng hoàn thành xuất sắc mà cháy nhà mới ra mặt chuột. Đề nghị các đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét khi công tác cán bộ trung ương là phải xem xét từ bé đến lớn trước. Không dĩ hỏa vi quý, một trong những quan chức mới nhất bị đề nghị kỷ luật là ông Nguyễn Thành Phong, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Hôm ngày 22 tháng 6, Ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về sai phạm của Ban cán sự Đảng ủy nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những quan chức liên quan theo họ Ban cán sự Đảng ủy nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đều Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành bị xử lý hình sự. Những hy vọng nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Dưới thời ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt quan chức và cựu quan chức bị truy tố hình sự như ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Trần Trọng Tuấn, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, hàng loạt lãnh đạo của công ty nông nghiệp Sài Gòn Sagri. Trước đó, hai cựu ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố bắt giam vì vi phạm quy định của Đảng và gây thất thoát tài sản nhà nước trong vụ Việt Á nguyên tư tưởng khoa học công nghệ Phạm Công Tạc cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng tội danh. Hàng loạt giám đốc CDC nhiều tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam cũng vướng vòng lao lý thông đồng với Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 để hưởng hoa hồng trong vụ án ở cục lãnh sự liên quan đến việc công dân Việt Nam ở nước ngoài phải mua vé giá cứu giá cao. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Hoành Dũng, cựu trưởng lãnh sự Thị Hương Lan và nhiều đồng phạm đang bị tạm giam để điều tra. Năm 2018, trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Phú Trọng nói là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm đốt lò để đẩy lùi tham nhũng ở Việt Nam có truyền thống từ gia đình và gốc các chính trị của cha anh. Các bộ, sở, quan chức cấp cao bị cáo buộc tham nhũng đang xảy ra liên tiếp ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người dùng chữ đốt lò để chỉ nỗ lực trình đốn Đảng Cộng sản đầu năm 2018. Trả lời phỏng vấn, ông Trọng nói lò nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm đốt lò để đẩy lùi tham nhũng, động cơ của công cuộc đốt lò mà người cầm quốc. Động cơ của người đốt lò mà người cầm đuốc đi đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nhiều nhà báo quốc tế chú ý ghi nhận rằng ông Trọng muốn làm trong sạch Đảng Cộng sản Việt Nam để giành lại niềm tin của nhân dân và giữ tính chính danh cho hệ thống cầm quyền. Tuy thế, căn nguyên của việc giờ đâu cũng thấy tham nhũng lại được đánh giá ở Việt Nam và ở nước ngoài rất khác nhau. Tại Việt Nam, một tư duy khá phổ biến là coi cán bộ tham nhũng vì họ suy thoái đạo đức, tham lam, mất đi chất cách mạng. Cách chống tham nhũng bằng đức trị này đã bị một số ý kiến như ông Hà Sĩ Phu nêu từ hơn 10 năm trước cho là không đúng và không đủ từ bên ngoài nhìn vào. Các nhà quan sát châu Âu và ông Mỹ có xu hướng coi tham nhũng ở Việt Nam mang tính cơ chế là sản phẩm của chính cách tổ chức và nhà nước kiểu Lenin quyền lực quá nhiều dành cho Đảng Cộng sản mà không có tam quyền, vừa lập báo chí tự do để giám sát. Ngoài ra có đánh giá cho rằng tham nhũng còn mang tính lịch sử là sản phẩm của việc hình thành tầng lớp cán bộ đặc quyền, đặc lợi từ thờ. Họ được ưu tiên mua gạo, thịt cho người dân trong lúc khốn khổ, một số yếu tố giống các nước châu Phi và châu Á về truyền thống dòng tộc, họ Mạc. Bè cánh theo quê quán cũng khiến tham nhũng ở Việt Nam đưa nước này lại gần Tanzania, Kazakhstan, tấm thẻ vào từng lớp, ưu đãi, có từ một bài đăng trên trang của Lý Nguyễn trong tháng 6 năm 2022. Chẳng hạn trích nhiều từ công trình của nghiên cứu Nhật Bản, bà Fetab Aisuduka vạch lại gốc rễ của tầng lớp đặc quyền tại Việt Nam. Bà Yuzuka nhắc lại bằng hình ảnh người dân nghèo khổ xếp hàng mua gạo thời bao cấp của xã hội chủ nghĩa Việt Nam hậu chiến với đánh giá rằng cùng lúc thì các ủy viên Trung ương Đảng có xe riêng, có tài xế riêng và họ cùng thân quyến có thể đi nghỉ cuối tuần, nghỉ hè mỗi ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư đều có thể đặt trên cơ để đi du học hoặc đi nghỉ. Ngay từ khi đó, các quan chức cao cấp đã biết dùng vị thế đặc quyền để buôn lậu và trục lợi. Các quan chức cao cấp thậm chí còn lợi dụng các chuyến công tác để buôn lậu hàng hóa với số lượng lớn hoặc nhận quà cáp đắt tiền từ các đối tác nước ngoài. Cùng lúc, công nhân viên và cán bộ cấp thấp chỉ có đi xe đạp để đi làm nhà quan sát người Nhật, ghi nhận nhưng không phải đợi đến thời hậu đổi mới. Nhưng không phải đợi đến thời hậu đổi mới thì gia tầng quyền quý ở Việt Nam mới có tính tra truyền con nối. Ngay khi đó, giới thượng lưu chính trị Việt Nam về đa số là gồm các chính trị gia tra truyền con nối của quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản được trao cơ hội vào các trường đại học cao cấp uy tín ở trong nước và nước ngoài. Con em các thành phần xã hội khác thì không được hưởng những cơ hội đó. Tác giả này nêu, các thống kê cho rằng con nam giới quyền quý vì thế có năng lực hơn để gia nhập bộ máy, quản lại và nhận các chức ưu đãi trong chính quyền. Bà Futabai Suruka nhận định rằng, giống như giới ưu đãi ở khu vực Liên Xô cũ, tầng lớp thượng lưu chính trị ở Việt Nam nắm giữ quyền lực nhà nước vì quyền lực này sinh lợi lớn, họ duy trì. Vì thế, quyền và tiền này nhờ hai thành tố sự tập trung tài lực và khả năng chiếm giữ độc quyền các vị trí của nhà nước. Có vẻ như trong mắt một số người, dù thay đổi các thủ tướng xu thế tham nhũng nhờ bè cánh bao che gia đình không thay đổi tại Việt Nam. Điều khác biệt của ông chống tham nhũng khi đó so với thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là ban chỉ đạo hiện nay bảo thủ hơn trong việc duy trì quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản trong sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh, chống bè phái, câu kết gia tộc nhưng không cho báo chí độc lập. Báo chí Việt Nam trên thực tế đã thừa nhận nhiều trường hợp cả họ làm quan và bài phỏng vấn các sự giao than phán được tình trạng để công tác cán bộ thua kém luật tị thời phong kiến, luật cấm làm quan tại quê và cấm ưu đãi thần quyến. Dư luận Việt Nam cũng bàn tán nhiều về chuyện vợ con, dâu rể hoặc nhiệt tình của một số quan chức, thậm chí lãnh đạo đương
thậm chí lãnh đạo đương và cựu đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ làm ăn lớn. Những vụ việc này rất khó kiểm chứng và thường chỉ bộc lộ khi các án kinh tế tham nhũng lớn, điểm danh thân nhân các bị cáo. Việc cắt chi phí cho các quan chức từ những dự án công được một số người tin rằng lên tới hàng chục phần trăm khiến mọi người đầu tư công đều ngưng trệ. Nếu đường dây bị dọi đèn một mặt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận tệ nạn này và ra các quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức công vụ, bao che báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ thiếu trách nhiệm để cơ quan đơn vị địa phương cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, can thiệp động hoặc để vợ, chồng, con, bố mẹ, anh chị em ruột mình bên vợ chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Mặt khác, Đảng Cộng sản tin tưởng để cho báo chí được tự do tố cáo tham nhũng và không muốn áp dụng 4 tiêu chuẩn chống tham nhũng hiệu quả của tổ chức minh bạch quốc tế. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, từ Đại học Queensland, nước Úc trong một bài báo đăng trên tạp chí, ông viết minh bạch quốc tế đã nêu ra 4 thành tố của các quốc gia không tham nhũng: cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực xã hội, dân sự tự chủ, nguyên tắc pháp quyền mạnh và báo chí độc lập. Thiếu việc thực hiện 4 điều này thì không tin rằng chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ có hiệu quả. Cán bộ cấu kết với doanh nghiệp để trục lợi. Thưa quý vị, tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt vẫn xảy ra một số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở trung ương và địa phương. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có mặt còn hạn chế, nhất là giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. Cũng theo Ban Nội chính Trung ương, cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn khó khăn, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do một số cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Ban Nội chính cho rằng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Ban Nội chính cho rằng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng viên vì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ đảng viên và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của ngành, của nhà nước, của đảng để không thể tham nhũng tiêu cực, triển khai có hiệu quả phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.